Alo, anh ơi, em muốn mua hai con đại biểu, anh có bán không đấy? Con giống này là chất lượng nhất có. Nhá, cái này. Bây giờ còn không bây anh? Giờ gửi, này, gửi Em ở đâu? Xuống Mỹ Đình này. Em ở trên Lào Cai. Đấy, xong Lào Mỹ Đình họ Cai có, chuyển đến các tỉnh miền có Bắc. Bán được. Bây Thì giờ con bao giống tiền này một con là, anh? Chuyển vào cái vụ con giống chính này là của chuyển nó thì đẳng cấp em nhất. lấy cái loại nó nhỏ nhỏ thì nó dễ, nhưng bây giờ nó cuối vụ rồi chỉ còn cái hàng nó to thôi em ạ. To là nó rơi vào tầm Anh khoảng em 8 cân thân một mến, yến, đây là 12 cân. Yêu. Cái địa yêu phận to quá. Còn lại cái vụ chính kia có con chỉ cân con là 2 cân, 3 cân. Là trung tâm là nghiên cứu gia vừa cầm phương. Thì hôm nay mình năm ngoái chị gái của em lấy của anh 5 con đấy, thông 2 báo triệu với mốt tất một cả con đấy. Các anh em 2 triệu mốt thì các đấy là đang quay con bò, con lợn. Cái đằng nó mấy cân, đợt đấy là 3-4 cân bao nhiêu. Các bác cũng rất vâng, là bỡ ngỡ. Thì cái kênh bây giờ là em con gọi giống của mình cái tầm trên này YouTube là cuối vụ thì rồi, cũng có những cái video làm về cái cách thế lúc nào thì xây dựng có cái chuồng trại đấy, để nuôi con đà điểu cứ qua một cũng như Tết là một cái tập tính cũng như là cái một số những cái lưu ý trong quá trình khoảng 3 tháng nữa thì là mình sẽ cái đấy nó có ăn có suối không nhỉ anh nhỉ, số những cái video tiếp theo ăn tốt mà dễ nuôi không, chương trình nông nghiệp nông thôn cộng cung cấp cái con giống ra thị trường thì giới thiệu với các bạn. Thế thôi để lúc đấy em lấy 5 con đà điểu. Bây giờ nhiều tiền to tiền quá. Đấy thì tuy thế là bây giờ lấy 2 con rồi to thì hiện giờ đang ở dưới đường. Đó các bạn có thể thấy là mình to zoom lại. Em biết rồi. Cơ quan của mình. Thế 5 con của chị đấy bây giờ có tốt không? Lớn lắm rồi anh ạ. Lớn à. 5 con đều khỏe mạnh cả năm. Con giống. Vâng. Thế là không hao một con nào. Hiện giờ ơi. Ở trên Lào Cai à? Cũng bắt đầu đến giờ vâng. Bây giờ được khoảng bao nhiêu cân của con? Sẽ đến bao lâu? Thành công ăn. Bây giờ gần năm rồi anh. Có lắm rồi, người cưới được rồi. Cưới à? Cũng cưới được không? Cưới được. Thế là cũng có luyện thì cưới được à? Hiện giờ là trẻ con cưới thôi. Thế á? Cưới là tự đi không phải người giữ như cả mà nó cho cưới. Cái xe này là xe người nhà. Có cái thằng 4 tuổi, có cái thằng 6 tuổi thì nó nghịch thôi, nó biết thì nó biết cách, nó cưới được, đi được. Còn nếu cho trẻ con lên thì giữ. Nhưng mà đại khái nó rất thuận đi các tỉnh. Vâng. Thế là 5 con đấy con nào nó cũng thuận như thế hay là có một con nó cho cưới thôi? Có một con thôi. Có hai con. Hai con to nó thuận là nó cho cưới. Nếu mà các bạn di chuyển đường dài hỏi như này. Biết rồi nhưng hỏi người đấy có bán hai con đấy không? Là 10 cân làm gì cả. Nuôi để chơi. Em nuôi để chơi chắc không bán được chứ. Bao nhiêu thời gian? Thế à. Đó thì bán bớt cho một con. Có những cái thuốc phòng và những có. Đó là chị em không bán. Sau này thì về nuôi để tầm này thì cũng về chơi nhà chị có điều kiện. Thế thì anh bảo đi lấy một con hai con to cũng được, đáng bao nhiêu tiền là nó chỉ tầm 2,7-2,8 triệu là giá tại dưới này thôi. Quản lý như sau. Thế thôi. Nhưng mà coi như là người ta nuôi một em chỉ đến 2-3 tháng động gì. Con mã số này đi à? Để em thử hỏi chồng em đấy. Tiền nào của đấy mình bỏ tiền nhiều thì con nhỏ thì lại nhỏ thì dễ, nhưng mà cái loại này thì nó vẫn còn nhỏ mà nó vẫn em nuôi có 1-2 con về nó còn ngay. Bây giờ em hình dung là nó chỉ to như con cọp to nhà mình thôi. Vâng. Đúng rồi. Thì cho vào cái thùng xốp nó vận chuyển lên trên Lào Cai được mà. Ok. Thì các bạn lấy có 2 con thì căn cứ vào cái này thì các bạn thế. Có thể biết được. Nếu mà lấy đến 3 con, 4 con là anh thích vì 2 con thì xác định mỗi con một thùng riêng. Coi là cho nó vào cái thùng to như cái thùng kẹo khu vực miền Bắc. Rất là uy tín. Vâng, thế để chất lượng con giống. Nhà em xong cái là đấy, các bạn đã tầm 2,8 triệu một con là to đúng của bạn. Mua tầm trên nó phải tầm không nguy 2 cân. Cũng là đồng tiền. Nên các bạn phải tìm đến những cái nơi có cái thương hiệu cũng như có cái đoàn thể hoặc có cái tập thể họ sẽ có những cái làm việc mang tính chất là chất lượng và uy tín lâu dài, nhưng không có cái kinh doanh theo kiểu như là chớp nhoáng. Thì các bạn có thể thấy là những con đà điểu như này là mình để vào cái thùng xốp như này là mình để quét lỗ như này, nó tạo cái độ thoáng và nó đặc biệt là cái chân của nó dẫm vào đây nó sẽ không bị hỏng móng. Con đà điểu nó chỉ có 2 cái móng thôi, chứ gần như là nó để nó phục vụ cho việc chạy. Còn viên móng sát vào theo chân để hai đấy thì là nó không, nó sẽ tự nó sẽ tiến hóa để nó sẽ chạy nhanh. Con này là sống ở trên cát và cái nhiệt độ là 30 độ, trên dưới 30 độ. Thì các bạn thấy là nó cũng rất là đáng yêu, những con đà điểu này rất là đáng yêu nhé.
mình sẽ nấu thùng xốp vào và chuyển cho các bác. Đây là con mái, đây là con trống. Gửi đi Mỹ Đình anh ạ. Vâng. Không, nó thay lông kìa. Như này là quá đẹp, bông tơi nhanh nhẹn, lứa quá đẹp. Ở thì khách hàng của em là toàn những người họ nuôi kiểu như một đôi chơi, một là thế, hai đây là ngắm nghía, người thì 4 con, người thì 2 con. gần 3 ký một con, 3 cân, gần 3 cân. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm. Bán thịt đà điểu, con giống chất lượng cao. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu. Cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Cơ quan. Trông này nó không nhảy ra nhỉ? Không phải, nó chưa nhảy được. Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương, trại nghiên cứu đà điểu Ba Vì. Đó. Đây là cơ quan này. Đây. Các bà con khi liên hệ đến tổng đài bán con giống đà điểu, các bạn yên tâm, mình là phụ trách bên kinh doanh online trên mạng. Và cái công tác gửi đi như này là mình hứa đảm bảo là tuyệt đối 100%, chưa con nào bị hỏng hay bị chết hay bị lỗi chân gì cả. Rất là đảm bảo. Bên kia. Sang bên kia lấy.
đây đây xem. Chuyển cho ông này là số nào đây? Ông này là ông 0981120215. Đây. Rồi. Đóng vào đi. Nghe rồi. Xe chuẩn bị qua rồi. Em quấn vòng quanh cái ấy mà. Đấy, quấn vòng quanh cái mép của nó mà. Ok, quý vị và các bạn nếu có nhu cầu đặt hàng những con đà điểu giống, quý vị các bạn liên hệ số tổng đài là 01635305982.